Cuối cùng thì nó cũng đã đến rồi. À, các bạn nghĩ mình lừa các bạn ư? Các bạn nghĩ là thực sự không có gì ư? Nhầm rồi, chị im đi. Giờ thì các bạn nhìn đi. Phải rồi đấy, giờ thì ai đang cười nào? Hả? Hả? Đúng là chưa rõ gì đây, mình đang cười. Cuối cùng thì robot rời cờ cũng đã cập bến sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi ở dải ngân hà thứ 9. Nó cũng đã quay trở về đến đây. Mình không biết là họ làm gì mất nhiều tuần như vậy. Hình như là phải mất 3 tuần kể từ ngày mà họ thông báo là chuẩn bị ra mắt đến tận bây giờ. Thời gian cao su vãi. Rõ ràng là thời gian như chó chạy ngoài đồng mà họ lại đi cao su như vậy. Như vậy là không được. Nhưng không sao, dù sao thì nó cũng đã ở đây rồi. Ở đây rồi, chúng ta cần phải làm việc với nó và phải bắt đầu để xem robot ZG có gì khác với robot khác, và mong rằng họ sẽ không làm mình thất vọng. Ok, cùng vào để xem những cái bộ phận của robot ZG nó sẽ như thế nào. Ok, mới vào mở đầu thì đúng, nó logo ZG được hai màu chủ đạo cho mình, đó là màu trắng và màu đen. Tên mã của mỗi con, tên mã của mỗi bộ phận của nó sẽ là FG. Ở đây có FG001 ở cái đầu. Nó có robot 4 sao, ok, FG001. Tất cả các bộ phận còn lại nó chắc là cũng là FG hết. Yeah, tất cả là FG. Cá nhân mình nhìn thấy nó khá đẹp. Mặc dù nhìn nó hơi điêu một tí khi cái tay của nó cứ... Nhưng mà không sao cả. Ok, tiếp tục. Giờ, với con robot này, chúng ta có một hy vọng mới. Phá hủy địa cầu, làm lại con dâu. Chẳng liên quan lắm. Nhưng nó cũng bắt đầu, ok, để xem nó có đấu lại được không. Này, robot đỏ này. Họ nói với mình là con robot của mình rất khỏe ở phần tay, nhưng mà phần thân thì lại rất là yếu. Vừa nói xong, Shit, no. Robot, FG, no, now. Mình đấu lại được nó. Mình không được chết. Phải đập bật lại nó, đúng rồi. Bật nó, cố lên, đừng chết. Có khỏi, yes. Phá hủy địa cầu ở đây như đâu. Lật lại tất cả mọi thứ một cách bất ngờ và thú vị. Ok, đúng như mong muốn. Mình không biết tại sao nó phải lật lại cái tất cả mọi thế cờ một cách kinh khủng như thế. Rõ ràng là chúng ta tưởng nó thua rồi, cụt chân, cụt tay rồi, nằm sàn chỉ đợi chết rồi. Vậy mà ý chí kiên cường vẫn sống lại được. Nhấn nút like ngay phía dưới và subscribe vì ý chí kiên cường của nó. Ok, đi mà, làm ơn. Tiếp tục. Fight. Bruh. Gra. Gra. Pacha. Wow. Khỏe vãi. Lại tiếp tục chiến thắng rồi. Oh boy. Nhưng con robot này có một điều mà mình muốn nói với bạn, đó là chỉ mình có thôi. Rất tiếc. Không ai có khả năng có được robot này. Kể cả bỏ tiền ra, kể cả mua hay làm gì. Đương nhiên nếu các bạn bỏ nhiều tiền ra cho mình là vấn đề khác, mình có thể cho các bạn. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại chỉ mình có thôi. Và người ta sẽ bảo, người ta sẽ trong thời điểm hiện tại sẽ không mở khóa cho bất cứ một ai khác ngoài mình cả. Tức là đó là con robot độc nhất. Đương nhiên là vẫn sẽ gặp cái con robot đấy trên chiến trường, nhưng chỉ mình là thực sự con robot đấy. Ok, nên này, yeah, bớt ảo tưởng đi, các không có đâu. Oh shit, no. Thế rồi. Thế rồi, tay đấm thép của mình không ăn nó rồi. Fuck you. Ui, thấy chưa, mình bật lại. Rồi, vẫn ăn được. Nó còn mỗi cái thân, nó còn mỗi thân nhảy. Tay mình quá khỏe, mình đang tiến lên. Đẩy nó, thấy không, mất chân rồi. Không còn di chuyển nữa, nhưng mà dùng tay đập được. Đúng như mình, khả năng đúng mình, quay tay quá nhiều. Rồi, bỏ qua đi. Chúng ta đã mở được cái phần quà 10 trận thắng liên tiếp rồi. Open. Ok, sẽ đã được cái gì trong phần quà này? Tên. Nó là những cái bộ phận linh tinh của những con robot khác. Cá nhân mình không quan tâm nữa, tại vì mình có con robot của riêng mình rồi. Mình đâu cần quan tâm xem là những con robot khác nó có bộ phận gì. Rồi, nó đập vào tay mình lâu nó mới ăn được. Đấy, mình chỉ yếu phần bánh thích ở phía dưới và phần đầu thôi. Còn tất cả phần còn lại mình cực kỳ khỏe, các bạn hiểu không? Tay này, người này thì cực khỏe, nhưng chỉ cái phần bánh xích, tức là con nào nó biết điểm yếu nó sẽ đập vào bánh xích của mình, và thế chính là cái để mình gục ngã. Nhưng không, mình không gục ngã được đơn giản thế. Dù mình mất bánh xích, mình có bò lăn bò toài đấy, vẫn đứng dậy được, vẫn chiến thắng được. Robot ZG đấu với robot Việt Nam nhái đầu. Fight.
Này thì làm sao mà ăn được tao? What's up? Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Oh boy, có đồ Việt Nam chính hãng nữa. Hay là hàng tàu khựa? Mình không biết. Đấm nó. Oh shit, vỡ búa rồi, tiếp tục. Xông lên, đập vào đầu nó, đúng rồi, đập vào đầu nó. Hay lắm, khám phá xong rồi. Mình thực sự đánh lại thắng con robot Việt Nam rồi. What? Tao robot Việt Nam đấy hàng nhái thôi. Vì cá nhân mình thì mình biết là mình sẽ không có đủ khả năng đánh bại con robot Việt Nam, hàng chính hãng Việt Nam chất lượng cao, ok. Oh boy, đứt phần thân dưới rồi. Mình đã lật ngược thế cờ, nhưng mà mình bị lật người rồi. Shit, thế này thì không được rồi, cái cưa sẽ vào đầu mình trước. No. Rồi ơi, cố tiến lên, cố đấm ăn xôi đi. No, nó vào đầu mình trước. No. Cố đấm, oh. Đầu mình đỏ rồi. Không nhìn đâu, đầu mình nó đỏ rồi. Một chút nữa thôi là mình nát đầu rồi. Mình vẫn ăn được nó. Mình pro vãi cả linh hồn. Oh my god. Mình xoay, mình thần tượng chính bản thân mình quá. Mấy con robot này tuổi tôm. A ha. Nát đầu, headshot, head người shot, các kiểu. Mình đã chỉnh, cân chỉnh để cho một cái tay của nó sẽ đấm lên trời và đầu nó. Một tay sẽ đấm vào thân kiểu kiểu lý tự lăng ấy. Thì nó sẽ không có khả năng nó phản lại mình được. Đấy. Các bạn đã từng thấy những cái bộ, các bạn đã từng có các con robot Việt Nam chưa? Hỏi thật, đã các bạn nào đây có con robot Việt Nam chưa? Và thực sự là nếu nó solo với mình thì liệu nó có thắng được không? Comment ý kiến bên dưới. Ok. Cái ô huyền thoại. Mày ô này. Tay này. Ô này, ôi, nó khỏe phết. Ô này khỏe phết các bạn ạ. Không chịu đùa đâu. Nhưng mà không sao. Đẩy vào. Rồi, vào cưa. Nó sẽ từ từ đau đớn. Yes. Các bạn thích con robot này không? Các bạn cảm thấy cảm kích, các bạn cảm thấy thực sự sung sướng khi mà mình cuối cùng cũng đã có tên và con robot riêng mình trong tựa game không? Mặc dù chỉ con robot chỉ có mình có được, không ai thì có được. Nhưng các bạn tự hào về mình không? FG và Bạch Tuộc. No. Chết rồi, gãy thân rồi. Nhưng mà mình có khả năng lật ngược ván bờ bài rất giỏi, đúng không? Mình làm được. Ui, nó gãy thân rồi. Nhưng mình đen hơn. Mình lao vào cưa trước. Nhưng mà mình vẫn, mình khả năng gọi là khả năng lật ngược ván bài, lật ngược thế cờ, trở lại với phong cách tồi tàn hơn. Dù mất thân, mất tay, các kiểu con đà điểu, nhưng chưa bao giờ mình thua. Ok, chưa bao giờ mình thua. Từ đầu đến giờ chưa trận nào mình thua cả. Đó. Ok, robot. Ok, robot Nhật Bản. Ready, fight. Mình không biết là có thể đưa con robot Việt Nam, robot FG của mình lên đến cái mức độ nào trong cái bảng xếp hạng này cho đến khi nó trở thành bá chủ toàn cầu. Cá nhân mình không biết, nhưng mình nghĩ là các bạn sẽ là người dự đoán được. Tại vì mình chỉ dự đoán một lần, nhưng các bạn có thể dự đoán hàng nghìn lần. Nên hãy dự đoán xem con robot của mình có lên được thứ nhất bảng xếp hạng hay không. Hay là đến lúc đấy nó sẽ tụt xuống. Và nếu mà đến lúc đấy thì bạn nghĩ là mình sẽ leo đến cái mức nào? Comment ngay bây giờ và mình sẽ trả lời từng comment một. Ok. Wow. Cái khỏe như thế này thì mình cũng không biết là mình sẽ lên đến thứ hạng bao nhiêu nữa. Cá nhân mình nghĩ mình sẽ lên được thứ hạng 10.000. Nhưng mà trong tập này mình chỉ lấy cố lên đến mức 11.000 thôi. Và sau đó thì mình sẽ tạm dừng. Tại vì là mình muốn các bạn dự đoán xem lên bao nhiêu. Ok. Hồng này. Rồi. Hồng này. Này. Hồng này. Thôi thân. Đưa vào thân nó. Đỏ thân rồi. Có cái đao khỏe phết. Cái đao sẽ rất nguy hiểm đến với cái chân của mình. Các bạn hiểu không? Chân của mình sẽ rất là dễ bị gãy bởi cái đao này. Bây giờ mình phải làm thế nào đấy để ngăn chặn nó. Chứ rồi. Thế rồi. Mình ngã rồi. No. Mây đầy. No. Không được ngã. Cố lên. Đập vào đồm nó. Đập chân nó. Đúng rồi. Nó ngã rồi. Người nó vang rồi. Người nó cam rồi. Đập người nó. Yes.
Thật là kinh khủng. Không thể tin được là mình bây giờ mình đã sống dai như thế. Không chết được. Không thể chết được. Quá ghê, quá ghê. Quá kinh khủng luôn. Rồi, nó cái cưa. Bây giờ nó bắt đầu để ý là nó muốn đập vào chân mình rồi. Có vẻ như nó bắt đầu phát hiện điểm yếu của mình rồi. Nhưng không sao. Bởi vì chị im đi. Nó sẽ thua mình thôi. Đấy, nó nằm rồi, nó nằm sàn rồi. Bây giờ nó sẽ chết, hưởng chết từ từ cái cưa đến. Mà thôi, nhanh luôn, không phải từ từ nữa. Ê, đến hạng 11.000 chưa? 12.033, đấy sao với mãi mới chơi 11.000. 11.000 đi. Rồi, mày sẽ là con cuối. Mày có tép diêu thôi, để tao xử mày. Mày này, quật này, xích này, người này, ôi xong luôn. Cảm giác hủy diệt đối thủ. Giống hệt cái xưa sử dụng con robot Việt Nam. Thật là sung sướng. Và bây giờ chính là lúc mình và các bạn hãy dự đoán xem mình sẽ đến được level thứ bao nhiêu, được thứ hạng thứ bao nhiêu. Comment ngay phía dưới. Và nếu các bạn là người subscribe mới, hãy comment phía dưới là: anh ơi, em vừa mới subscribe. Thì mình sẽ trả lời từng comment các bạn một. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Đừng quên để làm một like và subscribe cho mình. Bye bye.